Mến chào các bạn, hôm nay mình có mua một sản phẩm đến từ Shopee. Đây là một cái sản phẩm không biết bên trong là cái gì, để mình khui ra đi. Giao hàng rất là nhanh nha các bạn. Đang là mùa dịch, tháng này là tháng dịch, thời gian cao điểm mùa dịch đã mấy tháng nay rồi. Mình ở nhà đặt hàng thì sẽ đặt hàng, mình sẽ review cho anh em xem. Wow, đây là cái sản phẩm kem. Chắc kem này mình mua tại Shopee. Cái shop này thì nghe đây là cái kem gì đây. Kem này giá 200.000 nha các bạn. Đây giá gốc 200.000 mà mua cái đơn hàng này chỉ có 93.000 thôi nha các bạn. Đây là cái loại kem trắng da toàn thân mình mua cho vợ mình. Vợ mình đặt cái shop này bán rất là rẻ. Ở ngoài á thì mình mua, vợ mình nói mua khoảng 150, ở đây thì tới có giá 200.000 mà sao bán có 93.000 thì không biết nữa. Ok, thì đây là cái sản phẩm kem trắng da toàn thân. Bạn nào có mua thì mua về cho vợ nha, còn không mua thì các chị em nào thấy rẻ thì mua. Mình để link với phần mô tả của video cho các bạn xem. Đây là cái hộp kem nè. Đây là sản phẩm độc quyền, ghi sản phẩm độc quyền thôi, không biết phải kem thiệt không. Bên trong thì nói chung là hộp đóng gói khá đẹp, khá là kỹ. Ở đây cũng có dán một cái tem của một cái công ty sản xuất nè, công ty sản xuất Phương Anh. Không biết bên trong nó là, hay sẵn mình khui ra luôn nha, mình khui ra coi cái hàng nó phải kem không là cái thứ khác. Này là mua trắng toàn thân, khui ra luôn. Đúng rồi, cái mùi cái này nó dính trên tay rồi nè, chắc chắn là kem rồi chứ không là cái gì khác. Đây màu trắng sữa, không phải, cái màu này giống như là cái màu bơ vậy đó, mà rất là thơm nha, rất là thơm luôn. Cái này mình không có xài, có vợ mình xài thôi. Rồi ok, đây là một sản phẩm thiệt nha, rất là uy tín, bán nó rẻ đó trên Shopee. Rồi chị em anh em nào quan tâm thì mình sẽ để link dưới phần mô tả để có thể mua nha. Giá rất là mềm luôn, ở ngoài chợ mình nó bán 150, ở đây bán 93.000. Rồi ok, free ship luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.